kinh kỳ tứ nghỉ phố Hiến. Và ngày nay nổi bật lên trên nền văn hiến Hưng Yên là khu di tích phố Hiến, bao gồm 16 di tích. Chúng ta không thể không kể đến khu di tích đền mẫu Hưng Yên. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo bước chân chúng tôi tìm hiểu về khu di tích đền mẫu Hưng Yên. Còn có tên gọi là đền Mậu Dương, đền Bà Hoa Giang, thuộc địa phận làng Mậu Dương xưa, nay là đường Bạ Tậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, đền thờ Dương Quý Phi triều nhà Tống ở Trung Quốc. Đền Mậu là một danh thắng tiêu biểu của phố Hiến, bên phải là hồ Bán Nguyệt, phía trước là sông Hồng, bến đá, nơi những đoàn thuyền trong và ngoài nước cập bến buôn bán tại phố Hiến xưa. Trước thế kỷ 10, khu vực này thuộc đằng Nam Trang, thời Lý gọi là Hiến Nam Trang. Thời Lê thế kỷ 16-17 được gọi là phố Khách, Bắc Hòa Thượng Phố, phố Thượng. Thời Nguyễn thế kỷ 19 thuộc phường Nam Hòa, đầu thế kỷ 20 là xã Nam Hòa, tổng An Tảo, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Năm 1983, khu vực này có tên là đường Bãi Sậy, phường Lê Lợi, từ năm 1997 thuộc phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Đền mẫu thờ bà Quý Phi họ Dương, người đã tuấn tiết để giữ lòng thủy chung với nhà vua và trung thành với tổ quốc. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí và Thần Tích thì bà là vợ vua Tống Đế Bính Trung Quốc. Năm 1279, quân Nguyên Mông xâm lược nước Tống. Trước sức mạnh của giặc, vua Tống cùng hoàng tộc chạy xuống phía Nam tránh nạn. Tướng nhà Nguyên Mông là Trương Hoành Phạm cho quân đuổi theo đến Nhai Sơn thì bắt được. Vua Tống và một số quý phi tần không chịu khuất phục đã nhảy xuống biển tự vẫn. Dân trải cửa Càn Hải vùng Châu Hoan Nghệ An thấy bốn xác người phụ nữ y phục như hậu phi, cung phi trôi trên mặt biển. Họ vớt được ba cái xác đem chôn, còn xác thứ tư trôi ngược dòng lên phía bắc. Truyền rằng xác người phụ nữ trôi ngược dòng ít đó, sau đó trôi dạt vào vùng phố Hiến. Được cư dân đây vớt lên, mai táng chu đáo và lập đền thờ. Đời vua Trần Anh Tông, liên hiệu Hưng Long thứ hai năm 1294, thân chinh đi đánh chiếm Chân Thành. Khi qua đây, nằm mộng thấy thần nữ chỉ Dương Quý Phi đến xin âm phù giết giặc. Sau khi thắng trận trở về, nhớ tới công lao đó của Quý Phi, một mặt nhà vua cho tôn tạo lại đền, miếu, một mặt cho các bến bãi thu thuế thuyền, buôn trích ra một phần cung cấp cho việc phụng thờ. Người dân đi biển đến đây, lễ bái cầu xin thuận buồm xuôi gió đều được như ý. Các vị tứ vị thánh nương này thì biết là hoàng hậu công chúa nhà Tống, những sự tích ai cũng biết rồi. Nhưng khi bà ấy chết đi, bà ấy trở thành thần rất thiêng, ủng hộ cho những thương thuyền, cho những người mà sống với lại sông nước ở ven biển. Cái vai trò của cái bà này đi đến đâu, của tứ vị thánh nương này đi đến đâu thì cho thấy rằng cái nền kinh tế biển nó thâm nhập vào đến đấy, hoặc là nó còn đi xa hơn nữa. Cho nên vai trò của bà chúng ta không lệ thuộc vào cái sự tích bà ấy chết như thế nào, hay là những các cái chuyện gai góc hay là ẩn ý mà đằng sau cái chuyện với ông sư, chuyện này không quan trọng. Chỉ cái quan trọng là bà đã trở thành thần biển để ủng hộ cho những thương thuyền. Đó là cái điều. Và nó đánh dấu một sự kiện lịch sử là văn hóa biển, kinh tế biển đã thâm nhập ngược dòng sông Hồng, đi vào trong đất nước ta một cách sâu sắc. Xong cái quan trọng là nó đọng lại ở cái Hưng Yên. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những giá trị lịch sử văn hóa của đền Mẫu. Đầu tiên, chúng ta đã thấy nghi môn của đền được xây dựng khá đẹp, kiến trúc kiểu trồng diêm hai tầng tám mái, cửa xây vòm cuốn có cửa chính và hai cửa phụ. Trên vòm cuốn có cái bức đại tự kiểu chữ triện, Vương Thiên Hậu, Tống Triều và bức chữ Hán, Thiên Hạ Mẫu Nghi. Qua nghi môn vào sân đền, du khách chiêm ngưỡng cây cổ thụ độc đáo có tuổi trên 700 năm ở trước cửa đền. Ba thân cây xanh si đa cổ thụ quyện với nhau hòa thành một thân rễ cuốn quýt thành thế kiềng ba chân vững chãi, cành lá vươn cao sum suê tỏa bóng che toàn bộ ngôi đền. Tương truyền ngày xưa trước cửa đền là cây bàng cổ thụ,
chim chóc về đậu mang theo những hạt cây đa xanh xi và bỏ lại trên thân bàng. Từ những hạt đó mọc thành cây và phát triển ngay trên thân bàng. Dần dần các rễ cây tìm xuống đất ôm trùm kín quanh thân cây bàng. Các rễ cây còn đâm tỏa thành một thế thân ba gốc như ngày nay. Thân cây bàng giờ không còn nữa. Cây cổ xanh xi đa cổ thụ đã chứng kiến những thăng trầm của lịch sử, những đổi thay của làng Mậu Dương cổ và phố Hiến. Thêm vào đó, tán cây cổ thụ đã che chở cho ngôi đền, tạo cho ngôi đền vẻ cổ kính và linh thiêng. Hai nhà sử học Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê nói đây là cây đa xi xanh cổ nhất vùng châu thổ Bắc Bộ. Nhà Đại Bái có kiến trúc cao, thoáng, trang nghiêm, được phục dựng lại năm 2003 theo nguyên bản cũ, toàn bộ phần mái 2 tầng 8 mái cong, gửi gắm triết lý dịch học. Ở trong gian chính tòa, Đại Bái có ban thờ Phật. Gian trung tâm cung cấm kê một khám thờ son thiết vàng lộng lẫy, trong khám là pho tượng mẫu Dương Quý Phi, nét mặt nghiêm trang, phúc hậu. Trước khám là một ban thờ, ngoài các đồ tế tự, còn có tượng hai người hầu là Kim Thị và Liễu Thị đứng khoanh tay hướng về tượng mẫu. Các bức tượng này được tạo tác vào khoảng thế kỷ 17-18. Gian bên trái của khám có bộ long sàng chạm trổ rồng phượng, gian bên phải có bộ long kỷ cũng chạm trổ rồng phượng và đều sơn son thép vàng. Việc phụng thờ theo tín ngưỡng dân gian ở đền Mẫu diễn ra hàng năm, tiêu biểu và trang trọng nhất trong năm là lễ hội tổ chức vào tháng 3 âm lịch, kỷ niệm ngày hóa của Mẫu Dương Quý Phi. Đây là dịp tập trung đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương đến tham dự. Lễ hội truyền thống đền Mẫu, ngoài không gian đền, lễ hội còn được tổ chức ở đình Hiến, nơi thờ quan thái giám họ Du. Theo trầm tích của đền, sau khi tìm đến vùng Đằng Giang lập miếu thờ Dương Quý Phi, quan thái họ Du đã truyền nghề trồng dâu nuôi tằm cùng nhân dân ở đây chăm no sản xuất, thành lập lên làng Mậu Dương. Khi ông mất, do có công với dân làng nên được tôn làm thành hoàng làng Hậu Dương và được thờ trong đình Hiến. Đình Hiến hiện nay nằm cách đền Mẫu khoảng 800m trên đường phố Hiến, thuộc thôn Mậu Dương, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Xưa thành lệ ngày 14 tháng 7 âm lịch, dân làng Mậu Dương thực hiện nghi lễ mộc dục và lễ gia quan. Trong ngày này, tất cả đồ khí tự đều được lau chùi sạch sẽ và bao sái các tượng thờ, đồng thời thay áo mới cho tượng mẫu.